Tính đến 2023, Vinhome đã phát triển 25 khu đô thị cao cấp trên cả nước. Nhưng mà dự án biệt thự có vị trí đắc địa nhất và giá bán cao nhất Hà Nội, đó chính là dự án Hoành đã có mặt tại đây, Vinhome Green Bay Mễ Trì. Bàn giao từ tháng 3 2019. Vậy sau hơn 4 năm, dự án đã thay ra đổi thịt như thế nào? Và giá bán hiện nay khủng khiếp như thế nào? Xin mời chị chúng ta cùng khám phá ở video này. Đầu tiên, Hoàng tiết lộ với anh chị là giá bán chuyển nhượng biệt thự Vinhome Green Bay Mễ Trì hiện nay ấy, có mức giá bán rất là cao. Nó dao động từ khoảng gần 400 triệu cho đến những căn đắt nhất lên đến 720 triệu mét vuông với những căn biệt thự hoàn thiện. Vậy thì tại sao giá biệt thự chuyển nhượng của Vinhome Green Bay Mễ Trì lại có giá cao nhất trong các dự án biệt thự Vinhome tại Hà Nội hiện nay? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tổng quan dự án này để tìm câu trả lời. Đầu tiên chắc chắn rồi ạ, phải nói đến vị trí rất là đắc địa của dự án này. Nằm tại số 7 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và nếu như nhìn trên bản đồ Google Maps ấy, anh chị sẽ thấy được cái vị trí đắc địa của dự án này như thế nào. Thứ nhất, nó rất là thuận lợi, nó là dự án biệt thự có vị trí trung tâm nhất của các dự án Vinhome. Nó nằm ở đầu Đại lộ Thăng Long này, nằm giao với sát với vành đai 3 này, di chuyển ra các khu vực khác rất là thuận lợi. Ngoài ra thì anh chị có thể thấy được là ở vị trí này anh chị thấy rất nhiều hồ đúng không ạ? Đầu tiên là hồ điều hòa trong dự án này, đối diện là hồ của Trung tâm Hội nghị Quốc gia này, và bên cạnh này là hồ Mễ Trì, tức là có 3 hồ mật độ xanh khu vực này rất là cao. Và nhìn trên bản đồ vệ tinh anh chị sẽ thấy này, là cái mật độ ở khu vực này nó thoáng như thế nào. Do đó thì cái không khí ở đây rất là trong lành so với các khu vực khác, và mật độ cao tầng ở đây cũng rất là thấp anh chị nhé. Vì sao? Vì đối diện toàn bộ là đất của Trung tâm Hội nghị Quốc gia này, bên này là hồ công viên đó. Vị trí thuận lợi này, lại nhiều hồ này. Do đó thì phải nói với anh chị là gần như không còn một dự án nào có vị trí đắc địa như thế là Vinhome Green Bay này. Do đó là đây là một điểm mà làm cho cái giá chuyển nhượng ở đấy rất là cao. Một điểm khác mà anh nhấn mạnh với chị là gì? Là dự án này thì số lượng nó rất là hữu hạn, rất là ít. Do đó thì cái giá chuyển nhượng là vì số lượng người bán rất là ít thì chắc chắn là giá chuyển nhượng sẽ cao. Quy mô dự án này là 31,8 hectare. Loại hình là biệt thự đơn lập, song lập, liền kề, shop house và căn hộ chung cư. Mật độ xây dựng là 19,3% anh chị nhé. Một cái tỷ lệ cũng rất là thấp. Diện tích đất nhà ở thấp tầng là 7,2 hectare với 390 căn thấp tầng. Diện tích nhà ở cao tầng là 1,78 hectare với 3 tòa chung cư G1, G2, G3 từ 34 cho đến 39 tầng với gần 3.000 căn hộ. Đất trồng cây xanh là 11 hectare. Hồ điều hòa là 8 hectare. Đất trường học lên cấp Vinschool là 1,15 hectare. Dự án này được khởi công vào 2016 và hoàn thành vào tháng 3 2019. Tức là đầu đó hiện nay là tháng 9 2023. Thì dự án bàn giao được hơn 4 năm rồi chị ạ. Pháp lý giá là 100% các sản phẩm thấp tầng của Vinhome Green Bay được sở hữu sổ đỏ lâu dài anh chị nhé. Về cơ cấu sản phẩm của thấp tầng Vinhome Green Bay này, shop house sẽ có 44 căn. Diện tích đất từ 96m2 cho đến 163,5m2. Tổng diện tích xây dựng từ 320 cho đến 368m2. Mặt tiền nhà là 5,5m cộng hầm. Đây là một cái thiết kế rất là ưu việt của các căn shop house của Vinhome Green Bay ở đường Mộc Lan 6. Mật độ xây dựng đến 93%. Liên kề là 80 căn. Diện tích đất từ 94m2 cho đến 112m2. Tổng diện tích xây dựng là 262m2, mặt tiền 5,5m, mật độ xây dựng là 80%. Các căn song lập là 202 căn. Diện tích căn song lập từ 150m2 cho đến 203m2. Diện tích xây dựng từ 327m2 cho đến 460m2. Mặt tiền nhà từ 5,5 cho đến 7,2m. Mật độ xây dựng khoảng 50 cho đến 55%. Cuối cùng là những căn đơn lập 64 căn. Diện tích đất từ 306m2 cho đến 490m2. Tổng diện tích xây dựng từ 500m2 cho đến 744m2. Mặt tiền nhà xây dựng từ 7,9m cho đến 12m. Và mật độ xây dựng của căn đơn lập từ 40 cho đến 60%. Vậy thì hiện nay là có những căn nào đang chào bán thấp tầng ở Vinhome Green Bay thì anh sẽ chia sẻ anh chị ngay sau đây. Đây là quỹ hàng chuyển nhượng thấp tầng của Vinhome Green Bay tháng 9 2023 mới nhất và anh cập nhật để chia sẻ đến anh chị. Thực sự chia sẻ với chị là số lượng sản phẩm đấy rất là hữu hạn, mà các anh chị cô chú chủ nhà ở đấy thì cũng rất ít khi bán. Do đó thì số lượng căn bán lại tại biệt thự Vinhome Green Bay không có nhiều. Một căn đơn lập tại dãy Hoàng Lan này, hướng Đông Bắc này,
giá bán 200 tỷ này. Pháp lý là sổ đỏ lâu dài này. Căn này thì bàn giao full nội thất anh chị nhé. Với đơn giá chào bán lên đến 653 triệu mét vuông. Hay một căn đơn lập diện tích nhỏ 230 mét vuông ở đường Thạch Thảo, hướng Tây Nam. Giá chào bán là 100 tỷ. Căn này bàn giao thô anh chị nhé. Với đơn giá là 435 triệu mét vuông. Tiếp tục một căn khác ở đường Thạch Thảo 205 mét vuông đơn lập. Căn này có hướng Đông Nam rất là mát, giá chào bán 120 tỷ. Pháp lý là sổ đỏ. Căn này hoàn thiện, đơn giá là 480 triệu mét vuông. Một căn khác đơn lập của đường Hoàn Lan, hướng Đông Bắc, cũng là chào bán 200 tỷ. Cũng là hoàn thiện, giá chào bán 653 triệu mét vuông. Một căn diện tích lớn nhất là 500 mét vuông đơn lập Đông Bắc, giá chào bán là 360 tỷ. Pháp lý sổ đỏ lâu dài, căn này hoàn thiện và đơn giá cao nhất 720 triệu mét vuông. Các căn song lập diện tích nhỏ 105 mét vuông này, 162 mét vuông này, có giá chào bán từ 62 cho đến 80 tỷ. Với đơn giá từ 413 cho đến 494 triệu mét vuông. Có cả những căn bàn giao thô anh chị nhé. Và đây là một số quỹ hàng chuyển nhượng của sản phẩm liền kề và shophouse. Liền kề Thạch Thảo 2 này, 125 mét vuông này, hướng Đông Nam Đông Bắc, giá chào bán là 52 tỷ. Pháp lý sổ đỏ lâu dài, bàn giao hoàn thiện, với đơn giá là 416 triệu mét vuông. Shop house Mộc Lan 6 này, diện tích từ 96 mét vuông cho đến 120-144 và căn lớn nhất là 240 mét, hướng Tây Bắc, giá bán từ 44 tỷ cho đến 90 tỷ. Các căn này đều có sổ đỏ rồi anh chị nhé. Và các căn này hiện nay cũng đã hoàn thiện và đang cho thuê rồi, với mức chào bán từ rẻ nhất là 375 triệu với căn diện tích lớn này, cho đến 458 triệu mét vuông. Đó, thì thực sự chia sẻ với chị là mức giá bán này, nếu nói thì điểm này là cao hay thấp thì chắc là những anh chị mà có tiền có thể sở hữu những căn như này thì các anh chị sẽ có những phân tích và có những góc nhìn của mình. Hoàng không chia sẻ lại nữa. Hoàng chỉ chia sẻ với anh chị là gì ạ? Với những dự án mà biệt thự Vinhome Green Bay này có vị trí gần trung tâm như này ấy, mặt hồ này, gần hồ này, vị trí giao thông thuận tiện ấy, thì thực sự là nhiều khi là tiền không mua được. Và càng về sau ấy, nó sẽ càng có giá trị. Nó giống như thể rượu vàng ấy, càng đời lâu sẽ càng có giá trị. Và Hoàng khẳng định với chị là gì? Sở hữu những bất động sản như thể biệt thự Vinhome Green Bay này thì nó sẽ là giá trị nó mãi về đời sau. Nó không chỉ đơn thuần là giá trị ở hiện tại mà còn mãi mãi sau này nữa. Và có những căn, có những vị trí thì thực sự chia sẻ với chị là mình bỏ ra rất nhiều tiền chưa chắc đã có người bán. Đó, thì câu chuyện ở đây là gì? Vị trí và vị trí, đặc biệt liên quan đến cả nguồn cung nữa. Và vừa rồi thì Hoàng cùng với chị chúng ta đã tìm hiểu về tiến độ thực tế cuộc sống và giá bán chuyển nhượng các căn thấp tầng của Vinhome Green Bay Mỹ Trì. Và nếu như chị quan tâm một sản phẩm tại biệt thự liền kề shop house của Vinhome Green Bay Mỹ Trì này, anh chị đừng ngần ngại, hãy liên hệ cơ số hotline trên màn hình. Hoàng sẽ đưa anh chị đến thực tế tham quan các căn mở bán ở đây và đàm phán cho chị mức giá tốt nhất hiện nay. Và cuối cùng thì xin chào, hẹn lại chị ở những video tiếp theo.